Xin chào cả nhà, sáng nay là ngày 4 tháng 9 năm 2024 nha cả nhà. Thì mình đi hỏi giá củ sắn nha cả nhà. Củ sắn nhỏ 80.000 10 kg, cốc thái 10.000 1 kg, cốc to 10.000 1 kg. Đây là ngay chỗ đường Nguyễn Thị Sóc nha cả nhà. Mít túi nữ 30.000 1 kg. Đường này bán chuối rất là nhiều luôn cả nhà. Rồi 30.000 một ký. Mình đi tìm củ sắn lớn nha cả nhà, củ sắn lớn. Củ sắn bự nhất là 130.000 10 ký. Đây là khu vực dãy xe nha cả nhà, xe lẻ. Trời mưa quá cả nhà ơi. Khu vực xe lẻ nha cả nhà. Dưa muối, cải muối nha cả nhà. Cải muối 8.000 một ký. Cải muối 8.000 một ký là chưa chặt nha cả nhà, mà chặt rồi là sẽ giá 11.000 một ký. Đây là cua xe nha cả nhà, thì có anh ngồi chặt cho mình nha cả nhà, thì lấy giá 11.000 một ký. Họ sẽ giống bọc cho mình luôn, mà mình không chặt là người ta sẽ rõ 8.000 một ký giá cải muối nha cả nhà. Chặt cho mình là lấy 11.000 một ký, còn chưa chặt sẽ giá 8.000 nha cả nhà. Nay sáng nay trời mưa. Trời mưa cả nhà ơi. Củ sắn này cả nhà 130.000 10 kg. Đây là khu vực là xe lẻ nha cả nhà. Cả nhà muốn mua thì vô khu vực là xe lẻ nha cả nhà. Sáng nay mình đi quay măng mà anh bán măng ở đây anh hết măng anh chạy về cả nhà ơi. Mình thấy mình không có quay giá măng cho cả nhà xem được. Trước vừa dưa hấu cả nhà là có anh bán măng rất là nhiều, nhưng mà bữa nay thấy anh hết hàng, anh bị sớm sao cả nhà không thấy. Ở đây mình ra lúc 9 giờ mình quay để lát nữa mình đi làm nha cả nhà. Trước mình là có chị bán bông thiên lý nha cả nhà. Bông thiên lý loại đẹp nhất là 40.000 một ký. Mấy anh sẽ chặt ra nha cả nhà, chặt ra thì có giá 11.000, chưa chặt thì có giá 8.000. Chỗ này chị bán măng cũng rất là nhiều cả nhà, măng muối. Thì cả nhà muốn mua thì vô đây nha cả nhà. Khu vực xe lẻ nha cả nhà. Khu vực đây là bán cà chua rất là nhiều nha cả nhà. À hai nha cả nhà. Khu vực này bán cà chua rất là nhiều luôn cả nhà, 10.000 12.000. Loại nhỏ nhất là 10.000 một ký. Bầu bí bán lẻ 12.000 một ký. Mướp hương giá sỉ 5.000 một ký nha cả nhà. Cà chua đẹp 15.000 một ký. Ở đây mình mua sỉ mua chẳng gì người ta cũng bán nha cả nhà, mua sỉ mua lẻ gì cũng bán nha cả nhà. Bí bắp 100.000 10 kg. Bầu bí 40.000 10 kg. Mướp hương 40.000 10 kg. Đây là cổng chính luôn cả nhà. Ớt 35.000 1 kg, gần 50.000 1 kg. Dưa leo đẹp 20.000 một ký. Hành 25.000 một ký. Cà chua 120.000 5 ký. B
bí hồ lô 75.000 10 kg. Bí xanh đẹp 4.000 10 kg. Mình qua khu B. Bí xanh 40.000 10 kg. Cà tím 50.000 10 kg. Dưa thái 70.000 10 kg. Bữa nay dưa đẹp là 20.000 1 kg cả nhà. Cải thảo 16.000 1 kg. Bắp xuống mềm 10.000 1 kg. Bên đây có mấy em đang chặt cải thảo này, bên đây bên cũng mua rất là rẻ luôn nha cả nhà. Cải thảo với bắp xú được cả nhà. Chua xô 40.000 10 kg. Quay mỡ 130.000 10 kg. Đây là chú bán bên dãy B nha cả nhà. B chẳng. Bí đỏ 50.000 10 kg. Cà rốt 100.000 10 kg. 50.000 5 kg. Khoai tây 60.000 5 kg. Ở đây mình mua 1 kg 2 kg gì người ta cũng bán nha cả nhà. Chua xô 40.000 10 kg. Đây chợ vắng cả nhà. Rau răm 17.000 một ký, ngò rí 50.000 một ký, hành lột 28.000 một ký, xà lách 18.000 một ký. Rau cần 13.000 một ký, cải thì 15.000 một ký. Cả nhà muốn lấy chỗ nào mà rẻ thì cứ điện thoại cho mình nha cả nhà, mình sẽ chỉ cho cả nhà chỗ mà lấy hàng rẻ nha cả nhà. Hành lục 25.000 một ký, gừng 45.000 một ký, ớt sừng đẹp 30.000 một ký, cải dúng 12.000 một ký, ớt 30.000 một ký, ớt vườn 35.000 một ký, ớt sim 45.000 một ký, hành vườn 25.000 một ký. Rau cần 5.000 một ký. Đây là cổng số 2 nha cả nhà. Mình thấy rau rất là rẻ luôn. Rau cần 5.000 một ký. Bí tô 10.000 một ký. Ngò rí 50.000 một ký.
hành hương 25.000 một ký. Ớt 28.000 một ký. Củ nghệ ta sĩ 250.000 10 ký. Củ viên 130.000 10 ký. Trên đây cô chú lột ngò, lột hành bán cũng rẻ nè cả nhà. 20.000 một ký. Đây cổng số 2 nha cả nhà. Chỗ này bán hành tỏi xay luôn nha. Cả nhà muốn mua thì vô đây nha cả nhà. Bán hành tỏi xay sẵn cho mình luôn. Đây là gừng non nha cả nhà, 18.000 một ký giá sỉ. Còn gừng già sẽ là 35.000 một ký. Mình vô khu vực sỉ hàng bông nha cả nhà. Hàng bông bây giờ nó chưa lên hàng mới nha cả nhà. Chỉ còn hàng cũ nha cả nhà. Hàng qua đêm, hàng cũ. Hàng lúc này là hàng cũ nha cả nhà, mức ký 3.000 một ký. Thì cả nhà muốn lấy rẻ nha, lại cả nhà chạy vô đây nha cả nhà. Bây giờ buổi sáng còn hàng cũ nè, người ta bán rất là rẻ luôn. Có dưa leo mắc cả nhà 20.000 một ký, mức ký 3.000 một ký. Bí 3.000 một ký, bầu 5, bầu 4.000 một ký. Bí hồ lô 60.000 10 ký. Mình lấy khổ qua nha cả nhà, khổ qua 150.000 10 ký. Khổ qua đẹp. Bên trước mặt mình là vừa thơm nha cả nhà. Củ qua đây cả nhà 150.000 10 ký. Cà bắp là 70.000 5 ký. Mức ký nay sáng nay hàng cũ còn rẻ, người ta sẽ sổ 3.000 một ký nha cả nhà. Mình sẽ qua vừa thơm nha cả nhà, mua cả nhà muốn lấy thơm thì liên hệ số điện thoại đó nha cả nhà. Cả nhà đặt thơm nha. Bên dãy thơm rất là cháy hàng nha cả nhà. Thơm rất là đắt luôn. Mình mua trái nhỏ nhưng mà cũng hết hàng luôn cả nhà. Trái to nhất đẹp nhất người ta sẽ bán 12.000 một trái. Giá sỉ nha cả nhà. Mình mua trong đây người ta cũng bán giá đó luôn nha cả nhà. Trung bình là 7-8.000 một trái, trái nhỏ nhất thì 4-5.000. Thì tùy theo mình vô mình lựa nha cả nhà, người ta sẽ cho mình lựa luôn nha. Cả nhà vô lựa nha cả nhà. Mình nhiều khi mình lựa cũng bị lầm đó cả nhà. Nhiều khi nó gặp cái trong á mình không biết được. Trái đẹp nhất là 12.000 một trái. Trái trung bình thì 7-8.000. Trái nhỏ nhất thì 4-5.000. Đây là trái trung bình nè cả nhà, 7.000 một trái. Loại nhỏ này nhiêu em? Đó đó. Là bao nhiêu? Nếu bán là bao nhiêu? Hết rồi. Mình vô mình lựa nha cả nhà. Cả nhà muốn lấy sỉ thì vô lựa nha. Người ta đổ cho mình lựa. Chỗ nào giá 5.000 thì người ta sẽ đổ, người ta chỉ cho mình. Đây là trái 7.000 chú đang lựa. Một dãy thơm luôn cả nhà. Khu vực thơ nằm nguyên một dãy luôn. Sát ngay cổng số 2 và cổng số 3. Video mình ở đây kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà muốn cập nhật cái gì thì bình luận mình bên dưới nha. Chào tạm biệt cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà xem hay thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha.